Lời đầu tiên cho phép Lý Mạnh Minh xin gửi tới tất cả các thầy cô giáo cùng toàn bộ các bạn học sinh đang có mặt trong sân trường Phan Đình Phùng ngày hôm nay lời chào thân ái nhất. Mình rất là vui khi được ngồi cùng với thầy James Cook và các bạn trong ban giám khảo để có thể gửi đến những bạn thí sinh ngày hôm nay những lời góp ý chân thành nhất và xin chúc cho các bạn tham gia thi cuộc thi Teen Idol có một cái buổi diễn thành công nhất và có cái kết quả tốt nhất. Và ngay sau đây thì Ninh xin gửi tới tất cả các bạn cùng các thầy cô giáo một bài hát cũng khá là quen thuộc mang tên When You Say Nothing At All. Mình gửi lời chúc mừng đến hai bạn thí sinh đầu tiên đã hoàn thành phần thi của mình. Và mình rất là vui khi được thấy các bạn đã hoàn thiện bản thân mình hơn từ cái lần. Chúc các bạn có những cái cố gắng và có những cái thành công sắp tới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của anh và xin chúc anh sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp ca hát của mình. Và ngay sau đây thì xin mời cô Nguyễn Trung Hiếu, đại diện của Trung tâm Chuyên tiếng Anh Kela sẽ lên trao hoa kỷ niệm và cho anh Đinh Mạnh Ninh ạ. Xin trọng kính mời cô. Thay mặt trung tâm và toàn thể học sinh rất là cảm ơn anh đã rất là nhiệt tình, không những là đến hôm nay mà đã hôm trước có một buổi đến rất là nhiệt tình và giúp đưa rất nhiều ý kiến. Vậy mà thí sinh Đặng Ngọc Huyền đã không thể đến dự với cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục dự thi tiếp theo đến từ bạn Đặng Thanh Huyền, lớp 10D7 trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng với ca khúc I'm Yours. Oh,
biểu diễn vừa rồi. Khi em ngồi ghế và đánh đàn và hát, trông em rất là đáng yêu. Và tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục beatbox hết sức độc đáo đến từ bạn Trần Phúc Minh, lớp 10A6, trường Trung học phổ thông Kim Liên. It's gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. And never say goodbye. There's something